Chào mọi người nhé. Bây giờ mình thèm củ mì các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy củ mì. Hôm nay đi đường gói quá. Mình sẽ mời mọi người ăn mì gòn nhé. Rất là ngon các bạn. Trong thời gian đi xe thì mình thấy nó cũng đói. Các bạn thấy ngon không? Cũng hơi dữ dội đấy. Giờ mình sẽ lấy ít đường. Đó, thấy cũng cảnh đẹp không? Rất đẹp đẹp luôn. Giờ mình sẽ lấy một số gia vị nha. Mời mọi người. Đường của mình đây các bạn. Đấy, đường đây. À, rất là ngon. Bây giờ có một cái món nữa. Đây mình sẽ mời mọi người mấy cái bánh tuổi thơ hết nhé. Các bạn thấy ngon không? Đấy, tuyệt vời. Để trước tiên là mình sẽ mời các bạn ăn củ mì nhé. Đây là mì gòn nha. Mì gòn hiện tại mình đang đứng tại cái bếp Yến Nhi nhé, ca sĩ Yến Nhi. Đây là mình đã lên phòng thu. Mọi người đang thu ở trong á. Và hôm nay mình sẽ review một cái món ăn rất tuyệt vời. Mời mọi người nha. Ngon. Ở ngoài kia đang hát. Mình thì mình ăn. Nhìn rất là tuyệt vời. Là mình cũng lấy từ mọi người đồng nghiệp luôn, mang vào thì mình chỉ có review thôi. Mời mọi người luôn nha. Trong thời gian người ta thua thì mình ăn thôi. Ăn chẳng ho là cũng được. Mời cameraman nha. Rất là no nê nha, vừa ăn vừa uống mà được nghe nhạc nữa.